Xin chào khán giả của kênh YouTube Tạp chí bóng đá. Vâng, thưa các bạn. Vâng, thưa các bạn, chúng ta tiếp tục đến với buổi tập của tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray trong buổi chiều ngày 14 tháng 6. Đây là buổi tập cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Chuê Jê trước trận đấu với tuyển Hồng Kông Trung Quốc diễn ra vào tối ngày 15 tháng 6 lúc 19:30. Ở đây hình ảnh các cầu thủ tuyển Việt Nam đang tiến vào sân Lạch Tray. Bên cạnh như thường lệ vẫn là những các cổ động viên của thành phố Hải Phòng đang đứng hai bên để chào đón các chàng trai áo xanh tiến vào sân tập. Huấn luyện viên Chuê Jê trước khi tiến vào buổi tập là có ký tặng một fan nhí, ký tặng lên chiếc áo. Cũng trong sân Lạch Tray ngày hôm nay thì theo quan sát các phóng viên có khoảng từ 2 đến 3 băng rôn có in hình chân dung của vị chiến lược gia người Pháp. Ở đây là một trong những bức hình chân dung như thế. Huấn luyện viên Chuê Jê tỏ ra rất thích thú khi được chiêm ngưỡng cái dung nhan của mình ở một vị trí rất là đặc biệt. Trở lại với buổi tập thì trong buổi tập này đội tuyển Việt Nam vẫn có 30 cầu thủ. Trước đó như chúng tôi đưa thông tin từ ngày hôm qua thì hai cái tên là Nguyễn Tiến Linh và Trương Vân Hưng sẽ không kịp bình phục để tham dự trận đấu với Hồng Kông Trung Quốc vì chấn thương chưa hồi phục. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray ngày hôm nay kéo dài trong khoảng hơn 1 tiếng. So với ngày hôm qua thì thời tiết hôm nay tại Lạch Tray đã trở nên dễ chịu hơn. Trời không nắng lắm và đặc biệt là không có mưa. Khá là mát mẻ, thuận tiện cho buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuê. Và chúng ta hãy cùng chờ đón màn trình diễn của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc lúc 19:30 tối ngày mai trên sân Lạch Tray sẽ như thế nào. Và dưới đây cũng những hình ảnh cuối cùng có trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh YouTube Tạp chí Bóng đá. Cuối mùa em bỏ transfer năm vòng cuối. Ai quan tâm đấy? Có vé phà.
Mùa sau làm lại. Em ở đường dài kết thúc rồi đấy thì em bên đợi là mùa sau rồi sau nữa. Tự nhiên mất một vòng đáp bởi vì không vì sao vì sao vì sao mùa sau sẽ có mặt nào giống rồi mùa sau nữa. Mùa sau là chơi. Lại ra mua rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.